Dạ vâng ạ, em Tượng Gỗ Độc Đáo xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị ạ. Và trong video ngày hôm nay thì em xin phép là giới thiệu kỹ với anh chị một cái tác phẩm đang hiện diện ở trên màn hình. Và một cái tác phẩm mà sở hữu rất là nhiều tên gọi khác nhau, như là Thiềm Thừ, Kim Thiềm, hay là Thiềm Thừ Ba Chân, hay là Cóc Thiềm Thừ. Và đây là một cái linh vật phong thủy cho nhà ở, không gian sống và của hầu hết gia đình Việt Nam. Vật phẩm phong thủy này thì có tác dụng là chiêu mộ tài lộc, những điều may mắn cũng như là trừ tà, xua đuổi những cái điều không may trong cuộc sống. Và một cái tác phẩm này của em thì được chế tác trên một cái phôi gỗ quý. Đó chính là một trong tứ đại vương mộc, gỗ tử đàn anh chị nhá. Và tác phẩm này của em thì em sẽ báo giá mã kích thước của tác phẩm để anh chị có thể cân đối ạ. Kích thước của tác phẩm này thì là cao cả kỷ là 32, không kỷ là cao 22 và chiều rộng là 31, chiều sâu là 40. Và tác phẩm này của em thì có tặng kèm anh chị một chiếc kỷ bọc thảm nhung đỏ. Và tác phẩm này của em thì có mã là CG670, giá của tác phẩm là 11.500.000 ạ. Và trước khi đi sâu vào tác phẩm này thì em sẽ giới thiệu lại cơ sở của chúng em anh chị nhé. Cơ sở của chúng em nằm tại làng nghề Mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, với số hotline là 0938 410 333. Và theo dân gian thì cụ Cóc Thiềm Thừ có xuất xứ từ truyện Lưu Hải Hí Kim Thiềm của người Trung Quốc từ xa xưa. Và chuyện kể lại rằng vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, Lưu Hải Tiên Ông và đệ tử của ông là Lá Động Tân đã sáng chế ra cách đúc tiền đồng để thuận tiện trong các giao dịch mua bán hàng ngày. Thì với cái tính cách yêu thích ngao du sơn thủy, trừ yêu diệt tà và giúp đỡ những người khó khăn, thì một hôm Lưu Ông Tiên Hải gặp Kim Thiềm. Kim Thiềm là một con yêu tinh tu luyện hàng vạn năm và thường xuyên ức hiếp người dân. Ông đã ra tay thu phục Kim Thiềm và con yêu tinh này cũng đã thay đổi tâm tính, quyết tâm theo ông hành thiện tích đức, giúp những người dân ấy mỗi khi đi đến đâu là sẽ nhả những đồng tiền vàng để giúp những người dân. Và tác phẩm này của em thì là một cụ Cóc Thiềm Thừ ở trên miệng là ngậm một cái đồng xu cổ, trên lưng thì là có bảy. Em sẽ quay gần nhá, em sẽ quay gần quay kỹ tác phẩm để anh chị có thể ngắm nhìn với em ạ. Tác phẩm này thì ở trên miệng của cụ Cóc là có ngậm một cái đồng tiền. Đồng tiền này của em thì có thể tháo rời ra được các bác nhá. Đồng tiền của em thì làm rất là kỹ rồi, và em sẽ để cạnh bên cạnh này để em có thể mô tả kỹ hơn với các bác. Đấy, các bác có thể ngắm nhìn giúp em này, phần khuôn miệng nhá, phần khuôn miệng này. Đấy, phần khuôn miệng thì đục rất là kỹ nét này, những cái phần mũi này, sống mũi này. Đấy, và anh chị có thể ngắm nhìn cho em cái phần mắt nhá. Cái phần mắt thì người thợ bên em có chế tác là gắn cái bi màu vào đây. Anh chị có thể thấy không, những cái phần mắt này, cái viền mắt, những cái phần vực lửa này. Đấy, và cái tác phẩm này của em thì cái toàn bộ cái phần da là có di sần kỹ tất cả nha các bác nhá. Đấy, anh chị có thể thấy phần dưới này. Đấy, phần hầu rất di sần tất cả này. Đấy, và những cái phần móng nhá, móng của cụ Cóc thì được người thợ bên em chế tác là đục tỉa rất là kỹ luôn. Em sẽ quay gần quay kỹ để các bác cùng ngắm nhìn này. Đấy, tất cả các phần móng này. Và Cóc này thì của em được cũng được gọi là cụ Cóc ba chân ấy, vì khi giao đấu với cả Lưu Ông Tiên Hải thì đã bị người thu phục mất một chân ấy, thì chỉ còn có ba chân thôi ấy. Chị thấy phần da người thợ bên em di sần rất là kỹ luôn, rất là kỹ ạ. Và ở phần trên lưng này của em thì em có làm 7 lốt sần là tương ứng với hình dáng của chòm sao Đại Hùng, tức là bắt đầu thất tinh. Đấy, một cái phần mà người thợ bên em chế tác, anh chị có thể ngắm nhìn cho em những cái phần đá lấp lánh này. Đấy, tạo lên những cái phần lấp lánh rất là tuyệt vời cho em này. Đấy, và ở bên này của em thì là gắn những cái phần đá màu rất là sáng nha chị nhá. Đấy, và anh chị có thể ngắm nhìn cho em cái phần đục, cái phần dây nhá, dây sâu tiền này, đục rất là kỹ cho em như là những cái sợi dây thừng.
và đồng tiền thì được vo tròn đều, di sần châm tỉa rất là kỹ với phần khánh này, châm tỉa rất là kỹ cho em nhé. Đấy, sâu tiền thì đục kênh bong moi móc hết cả da này. Đấy, phần này của em cũng vậy, chị có thể ngắm nhìn em này, rất là đẹp cho em ạ. Và ở bên dưới chân của cụ cóc thì là người thợ bên em chế tác những cái phần đồng tiền nhá, những cái phần đồng tiền chồng chéo lên nhau này, những cái bông hoa này. Đấy, đẹp lắm anh chị ạ. Phần những cái phần chỉnh vàng nhá. Đấy, móng của cụ cóc cũng rất là kỹ cho em này, đục tỉa rất là sạch sẽ. Và cái tác phẩm này của em thì được chế tác trên một cái phôi gỗ quý, một trong tứ đại vương mộc, đó chính là gỗ tử đàn nha các bác nhá, gỗ tử đàn ạ. Và tác phẩm này của em thì em xin báo lại kích thước, mã và giá của tác phẩm để các bác có thể cân đối ạ. Kích thước của tác phẩm thì là cao là 32 là cả kỳ, không kỳ là cao 22, rộng là 31 và chiều sâu là 40. Tác phẩm này của em thì em có tặng kèm anh chị một chiếc kỷ nhá. Tặng kèm anh chị một chiếc kỷ bọc cảm nhung, và giá này thì đã bao gồm cả phí vận chuyển rồi. Có mã là CG670, giá là 11.500.000. Đấy, và cái tác phẩm này của em thì em thấy là trong các cái anh chị mà trong giới kinh doanh thì đều xem những cái tác phẩm kim thiềm từ này là sủng vật, bởi ý nghĩa là linh thiêng về tài lộc và thăng tiến, an lành và được thờ phụng, không hề kém cạnh với những cái tác phẩm thần thú tỷ hưu. Đây một cái tác phẩm mang lại những cái tài lộc, mang lại những cái may mắn cho gia chủ. Đấy, vì những cái tác phẩm này thì em thấy mọi người là hay thờ, thường là được trưng bày ở những cái cửa hàng hay là những cái khách sạn, hoặc là ban thần tài để chiêu hút tài lộc, mang lại những cái may mắn cho gia chủ nhà mình. Và những cái điều tối kỵ mà anh chị trong khi sử dụng cụ cóc thiềm từ thì anh chị là không nên để ở những nơi ẩm thấp tối tăm, như là ở gần phòng tắm hay là nhà kho hay là nhà vệ sinh. Đấy, như cái tác phẩm này thì anh chị cũng không nên để ở những cái chỗ mà cửa sổ hay là những cái chỗ lỗ mà thông hơi, vì có khả năng sẽ làm thất thoát tiền bạc. Anh chị có thể để cho em ở phòng khách hay là ở quầy thu ngân, hoặc là anh chị có thể để cho em ở ban thần tài. Rất là tuyệt vời tác phẩm này nhé anh chị nhé. Đấy, và tác phẩm này của em thì em sẽ quay lại một lần nữa để anh chị cùng ngắm nhìn với em một tác phẩm cụ cấp thiềm thử. Em sẽ quay từ diện để anh chị cùng ngắm nhìn với em tác phẩm này nhé. Di sần toàn bộ, kích thước của tác phẩm là cao 32 là cả kỷ, không kỷ là cao 22, chiều rộng là 31 và chiều sâu là 40. Và tác phẩm này của em thì là liền lạc nguyên khối 100%. Em sẽ lật đế để các bác cùng ngắm nhìn với em tác phẩm này, phần đế nhá. Phần đế của em thì đẹp hết nha các bác nhá, đẹp hết này. Đấy, tác phẩm này của em thì có tặng kèm anh chị các chiếc kỷ làm đỏ rồi. Nếu mà anh chị nào muốn gắn liền tác phẩm này với kỷ thì chúng em sẽ phụ anh chị là ngắm tác phẩm này với kỷ luôn nha anh chị nhá. Còn nếu mà anh chị làm mà muốn để rời tác phẩm thì em sẽ để rời ra để anh chị có thể thay đổi cái chỗ kê nha chị nhá. Đấy, tác phẩm này của em thì có mã là CG670 với giá của tác phẩm là 11.500.000. Nếu mà anh chị nào mà xem lại video này mà yêu thích tác phẩm, muốn thỉnh tác phẩm về thì anh chị có thể liên hệ với số hotline của bên chúng em 0938410333 để chúng em có thể gửi hình ảnh, gửi video và tư vấn anh chị hoàn toàn là miễn phí anh chị nhá. Và bây giờ thì em xin phép là tạm dừng video ở đây. Hẹn anh chị vào những video tiếp theo anh chị nhé. Em xin chào và hẹn tạm biệt ạ.